Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tác giả Lê Tuấn Vũ. Quý vị nào chúng ta chưa nghe những tác phẩm của anh ấy thì hãy tìm lại trên kênh Sóng để nghe lại những câu chuyện của Lê Tuấn Vũ nhé. Ngày hôm nay thì sẽ kể cho quý thính giả nghe một câu chuyện có tựa đề Mà Gia Đòi Con. Quý vị thấy yêu thích cái cách viết và văn phong của Tuấn Vũ thì hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân. Đường link của tác thì có dán ở trong phần mô tả video. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Chúng thủy dài đồng tẩu, đà giang độc bắc lưu. Trong Người lái đò sông Đà, nhà văn Nguyễn Tuân đã mượn lời thơ của thi sĩ Nguyễn Quang Bích như một sự gợi mở. Ý không chỉ nói đến sự độc đáo của con sông kỳ vĩ tráng tuyệt, mà còn để chỉ đến sự hung tàn, bạo ngược của dòng nước cuồn cuộn khổng lồ đã bao đời nay làm mình làm mẩy, gây ra không biết bao nhiêu tai ương hung hiểm cho người Tây Bắc. Sông Đà, hay nói một cách văn hoa là Đà Giang, là một phụ lưu lớn nhất của sông Hồng. Sông Đà dài gần 1.000 cây số, dòng chính bắt nguồn từ dãy Vô Lượng thuộc địa giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, để rồi nhập vào với sông Hồng ở Phú Thọ. Trong rất nhiều tài liệu của châu Âu, sông Đà còn được dịch là sông Đen, một cái tên đầy úy kỵ mà thực dân Pháp thuở xưa đã mạo muội dùng để chỉ sông Đà. Cái tên ấy cũng giống như những vần thơ kia, ngụ ý nhắc tới sự hung hiểm dị thường, cái tàn bạo vô lương, gần sâu thác dữ của con sông bí ẩn. Dòng Đà Giang mặc dù vốn vẫn là nơi sinh sống của hàng vạn hộ dân, rộng lượng ban phát không biết bao nhiêu thủy sản và tôm cá. Nhưng thần sông Hà Bá nơi này cũng là những kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Mỗi năm đều đặn lấy đi không biết bao nhiêu mạng sống của những con người yếu đuối và không may. Cái ngang tàn của con sông đặc biệt ấy dường như cũng đã ăn sâu vào huyết quản của những người lái đò trên dòng sông dữ, thổi bùng lên cái khí chất của núi rừng, cái tâm hồn hổ máng từ tận sâu nơi đáy mắt thâm thẳm như con nước cuồn cuộn gầm gào. Ở chính con sông này đã từng ghi dấu hàng loạt những chiến tích của người Việt. Trong những cuộc kháng chiến, trong những năm tháng bão đạn mưa bom. Nhưng cũng chính nó đã trở thành một thứ truyền thuyết rùng rợn ghê người, là một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho vạn chài sống trên bờ sông Đà bí ẩn. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây xảy ra vào những năm 46-47, khi đất nước mới vừa giành được nền độc lập từ tay bè lũ thực dân phong kiến. Người kể chuyện cho tôi những năm tháng ấy mới chỉ là một cậu bé chưa đầy 10 tuổi, đến giờ cũng đã thành một cụ già bước đi không vững. Dựa theo lời kể của cụ, lại chấp nối bằng những chứng tích khi xưa do dân làng thuật lại, tôi xin phép được tổng hợp và viết lại thành truyện ngắn dưới đây, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn cũng như những tình tiết ám ảnh ghê người từng có thời phủ bóng đen sâu thẳm lên mấy trăm hộ dân của vạn chài bãi thượng. Tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã trở thành một dấu son chói lọi, chính thức kết thúc chuỗi ngày nhọc nhằn của dân tộc, đánh dấu chủ quyền, khẳng định sự tự do, tự quyết của hàng triệu người dân Việt. Sau những ngày sục sôi ấy, người dân cả nước bắt đầu rũ bùng đứng dậy, cả dân tộc bừng bừng nhiệt huyết, hăng say lao động sản xuất để vươn mình trở thành một đất nước phồn thịnh ấm no. Dẫu rằng những nguy cơ vẫn còn hiển lộ, những thù trong giặc ngoài vẫn ngày đêm nhăm nhe, rình rập, hòng đưa nước ta một lần nữa trở thành thuộc địa. Đến nửa đầu năm 1946, những hợp tác xã đầu tiên được mở ra trên cả một dải dài đồng bằng sông Hồng và bắt đầu lan lên cả những vùng thượng du xa xôi hẻo lánh. Vạn chài bãi thượng này
cũng không ngoại lệ. Nối tiếp những cuộc thi đua đổi mới, thanh niên trai tráng trong vạn chài cũng lập nên hợp tác xã bãi thượng, tập trung vào nghề đánh bắt, nuôi cá tôm trên dòng sông Đà hung dữ, cung cấp cho đồng bằng nhiều sản vật đặc biệt của núi rừng, của sông suối vùng Tây Bắc. Hợp tác xã bãi thượng ban đầu có hơn chục thành viên chủ chốt, đa phần là những thanh niên cấp tiến, nắm được tư tưởng chủ đạo trong đổi mới của toàn dân, đứng lên xung phong, quốc hữu hóa thuyền bè của chính mình để làm gương cho bà con trong thôn xóm. Chục người chủ chốt của hợp tác xã bãi thượng khi ấy, nổi bật nhất có lẽ là anh Cả Lũy, chính là người địa phương. Nhưng cách đấy chừng vài năm, anh đã vượt rừng lên Bắc Cạn, gia nhập đoàn vệ quốc để tham gia bạo động cách mạng, trước cướp kho thóc chống lại thảm cảnh một cổ hai ba tròng mà lũ thực dân phát xít phản động tay sai trói buộc những người dân cùng đinh nghèo khổ. Sau là để xây dựng cơ sở, quay về địa phương thay đổi những hủ tục, những nếp nghĩ tiêu cực đã ăn sâu bám rễ vào đời sống của nhân dân. Những nếp nghĩ đã trở thành thâm căn cố đế ấy, phần lớn đều liên quan đến dòng Đà Giang hung dữ này. Đã từ ngàn xưa, người dân vạn chài bãi thượng cũng như hàng ngàn người khác sống dọc theo triền sông Đà vẫn luôn úy kỵ, sợ hãi con sông hung hãn như sợ một vị thượng thánh trên trời. Dòng sông Đà chưa bao giờ ngưng chảy, ngày đêm cuộn trào bọt trắng giữa những gành đá chập trùng. Những con thác cao sâu vạn trượng ấy đã trở thành một thứ truyền thuyết, một thực thể tồn tại lâu đời như tín ngưỡng. Những câu chuyện kể của dân gian và cả những lời nguyền chết chóc. Vạn chài bãi thượng cũng như khắp chốn đồng rừng đều quý kỵ. Những khi sụt sùi mưa gió, con nước dưới khe lại gầm gào ghê sợ, tựa như những tiếng ma cười, quỷ khóc vang lên từ trăm thác ngàn gành, hòa lẫn vào tiếng gió mưa như những đoạn nhạc cầu hồn man rợ. Những khi trời lặng đất yên, dòng nước kia vẫn đục ngầu, tung bọt trắng như ngấm ngầm đe dọa những kẻ bạo gan dại dột dấn thân vào chỗ nhất tử thập sinh. Ngày còn là một đứa trẻ, chính cậu bé Lũy cũng đã rất nhiều lần nghe những người trong làng kể về chuyện thần sông Hà Bá, chuyện thuồng luồng thủy quái ăn thịt người, chuyện ma trành chết đuối kéo chân. Nhưng vốn là một đứa trẻ nhà nghèo, sống bám ở triền sông bằng những lần kéo vó, tính tình Lũy đã trở nên bạo dạn, bất khuất như chính dòng sông Đà cuồn cuộn chảy. Con sông nuôi sống anh, biến anh thành một kẻ gan lì không biết sợ, cũng chẳng hề tin vào những tập tục kiên kỵ ngập ngụa, những điều mê tín hoang đường. Này trở về đây giữa những người dân nghèo khó, bao đời sống nhờ những con sóng bạc, vùi lấp cuộc đời dưới trăm thác ngàn khe, anh tự thấy mình có trách nhiệm giúp đồng bào mình ngày càng no ấm, nhìn nhận được cuộc đời là do chính mình quyết định, chứ chẳng phải do thuồng luồng hay Hà Bá nào định đoạt. Lũy vẫn tin như thế, cho đến một ngày nọ, một sự việc hãi hùng đã xảy ra, chính thức đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh chàng vệ quốc quân trẻ tuổi. Tháng 5, trời như đổ lửa, mặt đường cán nhựa đang nhẹ nhẹ bốc lên từng làn hơi dưới ánh nắng như thiêu. Từng hàng chiếc xe đạp thồ cứ tấp nập qua lại, dường như ai cũng đang cố phóng thật nhanh để thoát khỏi cái lò bát quái, rồi trở về nhà hoặc lao vào quán xá nấu mình dưới những mái lá che đầu, hy vọng sẽ làm dịu đi cơn đực nội. Tiếng vò ve của lũ ruồi nhặn bay qua bay lại giữa cái nóng tháng năm trên đống bánh trái của bà hàng càng làm không khí trở nên ngột ngạt. Ngồi cạnh Lũy, mấy người cửu vạn đang cầm tờ giấy gói gặp lại làm một cái quạt mo, phành phạch đưa lên đưa xuống. Bà hàng nước đã gỡ chiếc nón khỏi đầu, cứ vài phút lại khua khua phe phẩy cho đỡ nực. Tay Lũy cầm ly nhân trần gần như đã cạn, hơi nước trong cốc tưởng chừng như thể bay lên hòa với mồ hôi chảy thành từng giọt ướt đầm ngoài thành cốc. Mặt mũi Lũy nhễ nhại mồ hôi, mồm anh há ra thở hồng hộc như vừa chạy đua đường trường, môi dưới trề ra không buồn khép vì quá nóng.
Đứa cháu trai của Lũy không biết vì sao sáng nay lại lăn đùng ra sốt. Bố mẹ thằng bé đi vắng không kịp về, buộc Lũy phải nhờ anh em chăm lo giùm công tác ngoài trụ sở, vội vàng về nhà, cùng với mẹ dắt díu nhau đưa cháu vào trạm xá của làng. Để hai bà cháu ngồi trong phòng khám, Lũy lang thang ra cổng ngồi uống ly nước cho tan bớt cơn nực nội. Trạm xá của làng nằm trên một trục đường nhỏ, nhưng rất nhiều xe đi lại. Con đường đất lổn nhổn sỏi đá, bị cái nóng nung người phả xuống. Cứ chốc chốc lại mịt mù bụi xám tung lên, rồi rào rào đổ xuống đầu đám người đang mòn mỏi chờ đợi. Trạm xá nằm gần bờ sông, cách nơi nhận đổ hàng ở bến phà không xa lắm, nên đây cũng nghiễm nhiên trở thành chỗ tụ tập của đám lái buôn và cửu vạn, thường xuyên tụ tập, ngồi lại tán gẫu với nhau hoặc để tranh thủ ngắm nghía mấy cô y tá trẻ tuổi trong trạm xá. Đặng Vân về túm thuốc lào giữa mấy ngón tay, chuẩn bị nhét vào nỏ điếu. Bỗng từ xa phía bến phà, có tiếng ai vừa thét lên ầm ĩ. Mấy người trong quán nước cùng cả Lũy đều vội vã đứng phắt lên, tò mò kiễng chân ngẩng cổ, cố nhìn xem có điều gì vừa diễn ra dưới bến. Lũy cũng như đám người kia, anh dừng hút thuốc, đặt điếu sang bên, rồi lững thững chống nạnh bên cạnh quán. Dưới bến, mấy bà phu cửu vạn đang lao sao chỉ trỏ, rồi lại có ba bốn người khác nháo nhác nhảy xuống từ một mạn tàu, hốt hoảng bò lên bờ như vừa thấy một việc gì kinh sợ. Nét mặt ai cũng toát lên một vẻ hãi hùng, tái xanh nhợt nhạt. Một người cửu vạn từ trong quán nước chạy nhanh ra, chặn người đang hốt hoảng để hỏi. Người đó khua chân múa tay được một lúc, rồi gạt vội kẻ chắn đường sang một bên trước khi hộc tóc chạy đi. Anh phu khuân vác nghe xong câu chuyện cũng lật đật trở lại quán trà, nói to như để các bạn mình và khách hàng trong quán cũng nghe thấy. Dưới sông hình như là có người chết đuối. Lũy kể ra cũng là một người có chức trách trong làng, mới nghe xong đã vội vã lao lại hỏi. Có thật không? Sao lại là hình như? Ai chết thì phải biết chứ. Người cửu vạn kia không biết Lũy là ai, cau mày nói như quát. Anh này hay nhỉ, tôi làm sao mà biết được là ai chết ai còn, muốn thì xuống dưới đấy mà xem. Lũy không bực, anh quay lại nói với bà hàng bán nước. Bác Tám ơi, cho con gửi tiền, lát mà mẹ con với thằng cu khám xong á, bác nói với mẹ con là con xuống dưới kia một lúc nha. Bà Tám bán nước cau mày nhìn Lũy, vẻ mặt lo lắng bảo. Ê, anh lại ăn cơm nhà vắt tù và hàng tổng đây hả? Ê, cứ thế á, khéo lại có ngày. Bà hàng dừng nói trước vẻ mặt cười lên hình hệt như vô tư của Lũy. Bà biết Lũy là người gan dạ, lại còn là bộ đội về làng, chẳng biết sợ đất sợ trời, nên không ngăn cản nữa. Mà bà có muốn ngăn cũng không kịp, vì Lũy đã băng qua cửa, lao vút xuống dưới bến phà. Dưới bến lúc này đã chật cứng người, muốn lách qua cũng vô cùng vất vả. Khi ấy Lũy mặc áo nâu sòng, quần ống thấp ống cao, nên chẳng ai kịp nhận ra đấy là anh chàng chủ nhiệm hợp tác xã. Đám đông túm tụm cả mấy chục người, Lũy vất vả lắm mới chen vào được giữa. Theo sau anh, cậu chàng cửu vạn vừa rồi cũng có mặt. Mới trông thấy Lũy, anh ta đã nhếch mép cười, lôi kéo chú ý của 6-7 người nữa. À đấy, xuống đến nơi rồi thì xem đi cho biết, đỡ phải hỏi han lắm điều. Lũy không thèm đáp, bởi một người bạn của anh cửu vạn nọ đã kịp kéo tay, thì thầm bảo nhỏ. Ê, cái mồm, quan đấy, ông chủ nhiệm hợp tác đấy. Lũy vẫn im lặng, anh nhìn quanh đám người một lúc, rồi mới lên tiếng nói. Mời các ông các bà đứng xa ra một chút đi để bảo vệ hiện trường. Người ta vừa nghe tiếng oang oang dõng dạc đã nhận ra ngay đó là Lũy. Có vài thanh niên gật đầu chào, một vài người lớn tuổi hơn thì đứng nép vội sang một bên theo nghiêm lệnh của nhà chức trách. Người ta vẫn còn bị ám ảnh cái lề thói phong kiến trước đây, vẫn còn e dè, sợ sệt
khi phải đối diện với những người có chức có quyền trong làng, trong xã. Vẫn tưởng rằng những người như Lũy cũng có thể nắm trong tay cái quyền sinh quyền diệt như các ông Chánh, ông Lý ngày xưa. Lũy mím môi nhìn xuống dòng nước đục lờ nhờ, dập dềnh một cái xác người đang trôi lờ lững, mái tóc xõa phủ kín mặt. Cái thầy chết trương nổi lên phần, liên tục đập vào một mạn tàu chở hàng đậu ngay sát bến. Lũy lên tiếng hỏi: "Các bác cho tôi hỏi, chủ thuyền là ai đây? Ai phát hiện ra cái xác chết thế ạ?" Một người đàn ông tuổi chừng 50 e dè lên tiếng đáp: "Dạ bẩm quan, là con ạ." Lũy lắc đầu cố gượng cười, xua tay nói: Ấy, không có lệ xưng con như thế. Nhìn bác á, còn đáng tuổi bố cháu, mà giờ không có còn quan lại gì nữa cả bác ơi. Giờ đổi mới rồi, công chức là đầy tớ của nhân dân, mà cháu cũng chỉ là chủ nhiệm hợp tác xã thôi. Người đàn ông nọ vẫn còn tỏ vẻ sợ sệt, đưa tay lên gãi tai nói: Dạ bẩm vâng. Lũy lại phải xua tay nhắc: Bác cứ nói chuyện bình thường là được rồi, đừng có như thế. Người đàn ông nọ gật đầu. Mấy người nữa cũng ra vẻ hài lòng với thái độ chan hòa, nhã nhặn của người công chức chính quyền mới. Anh lại nhắc: Vậy bác là người phát hiện ra cái xác hả? Ông chủ thuyền vội vã đáp: Dạ bẩm không phải tôi đâu ạ. Đoạn ông chỉ tay ra sau, một người trẻ tuổi nhưng dáng dấp cao to, vội vã khép nép lắp bắp thưa: Dạ là cháu ạ. Cháu nhìn thấy người chết ạ. Lũy lắc đầu, tạm thời bỏ qua những điều câu nệ đã ăn sâu bám rễ vào đầu óc những người dân thấp cổ bé họng, đã bao đời bị giai cấp phong kiến tập quyền đè nén. Anh ôn tồn nói: Được rồi, anh với bác chủ thuyền tạm thời ở lại đây, còn tôi nhờ mấy anh thanh niên nữa chạy ra trụ sở ủy ban mời giúp tôi mấy cậu dân quân về đây đi, để kéo người chết lên, chứ ai lại để thế kia, phải tội á. Mấy cậu thanh niên cả người phu cửu vạn ban nãy vội vã gật đầu rồi kéo nhau đi. Chỉ chừng chục phút sau đã có thêm vài người dân quân cùng cảnh vệ xuất hiện. Họ mời bà con đứng dạt sang một phía, lấy dây thừng buộc quanh chiếc thuyền để ngăn cách bảo vệ hiện trường, lại cắt cử một vài người xuống nước vớt xác lên bờ. Đối với dân chài lưới miền xuôi, nhìn thấy người chết đuối hay vớt những thi thể chết trương không phải là một điều lạ lẫm. Họ sống trên sông nước, nhờ vào thuyền bè tôm cá, người ít thì vài bận, kẻ nhiều đã cả chục lần phải chứng kiến những thây người chết đuối bập bềnh trôi trên dòng nước, nên với họ việc vớt xác cũng không có gì là ghê gớm. Chỉ có điều ngày ấy không như bây giờ, người dân vùng sông nước vẫn giữ nguyên những ý tưởng mê tín dị đoan, sợ rằng sẽ bị ma trành kéo chân dìm chết, nhất là lại ở chốn rừng thiêng nước độc thâm sơn cùng cốc này. Người đồng rừng lại càng tôn trọng những thứ quyền lực bí hiểm vô hình. Xác người chết đuối bởi vậy không mấy khi được vớt lên, mà thường sẽ bị dân vạn chài dùng sào đẩy ra ngoài giữa sông cho con nước nhấn chìm để làm mồi cho tôm cá, đúng nghĩa trả mạng cho hà bá. Thấy không có ai chịu xắn quần lội xuống, Lũy đành xung phong đi trước. Anh dùng dây thừng buộc quanh người rồi bắt đầu lội xuống, định bụng khi đến gần người chết sẽ lấy thần buộc chân người chết rồi cho đám thanh niên kéo trở lại bờ. Nhưng nghĩ là một chuyện mà làm thì lại là chuyện khác. Khi ấy đang vào giữa tháng 5, trời nóng như đổ lửa. Giữa cái nắng nung người, mặt sông Đà tưởng chừng còn bốc khói, nên dĩ nhiên là mùi người chết cũng theo luồng khí nóng bốc lên nồng nặc. Đứng cách cả mấy chục mét, người ta vẫn còn phải bịt mũi nín thở, huống hồ Lũy càng lúc càng lại gần xác chết. Chỗ neo thuyền trong bến phà là một vũng nước khá sâu, người ta chỉ có thể kiễng chân chạm đáy được vài ba bước, rồi sau đó nước đã có thể ngập quá đầu người. Lũy là người có vạn chài, ngay từ tấm bé
anh đã có tiếng là bơi giỏi. Những đứa trẻ cùng trang lứa đều nể phục, coi anh là dạng kình ngư rái cá, có thể bơi một mạch từ bờ bên này sang bờ phía bên kia. Lũy cũng biết mình là bơi giỏi nên mới tự tin lội xuống vớt xác lên bờ. Nhưng mới chỉ bơi được một đoạn, anh đã rùng mình lắc đầu kinh hãi. Nước sông Đà ngầu đục nhưng lấp loáng mở người sộc thẳng vào mũi, khiến Lũy gần như tắt thở. Cái mùi mở người chảy ra sau khi phân hủy trộn vào với nước tạo thành một thứ hỗn hợp tanh tưởi hôi hám đến rợn người. Từng con sóng ùa vào với Lũy, hắt lên cái thây người, cuốn trôi xuống cả dòi bọ lẫn bầy nhầy da thịt. Tóc tai dính bết vào tay chân, mặt mũi của chàng vệ quốc quân gan dạ. Lũy cố nhịn, gần như nín thở. Mặc dù ngâm cả người dưới nước mà cổ họng vẫn khô cháy như uống rượu. Mùi thịt người hòa với vị tanh của nước khiến cuốn họng của Lũy gây gây khó chịu. Anh tái mặt, cố gắng bơi gần cái xác. Chỉ còn cách một sải tay thì Lũy dừng lại, để con nước đẩy anh ra. Thay người chết đuối nhìn gần trong vô cùng kinh dị. Xác chết nằm ngửa, mặt hướng lên trời, toàn bộ phần bụng ngực đều đã trương to, sưng lên như quả bóng, khiến lớp vải áo nâu bên ngoài đứt chỉ, bực tung cúc, khoe ra lớp da bụng trắng ẩn, nhiều chỗ đổi sang sắc tím xanh. Trên rốn đã bị quạ rỉa ra nát bét, tạo điều kiện làm nơi trú ẩn đẻ trứng cho đám ruồi nhặn, biến thay người thành một bữa tiệc ngon cho đám dòi đông đến cả trăm con. Lũy nhắm mắt lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh kinh hoàng rùng rợn. Anh mím chặt môi, hai chân khua trong dòng nước, đẩy người nổi lên, còn hai tay nhẹ nhẹ tháo sợi thần quấn quanh bụng mình, toàn buộc vào chân người chết. Người chết đuối chắc ít nhất cũng phải mấy ngày. Mỡ người chảy ra từ những chỗ nứt toát trên cơ thể, quyện với dòng nước đã khiến làn da người chết trở nên trơn tuột. Lớp da chân ngâm nước mấy hôm đã rửa nát ra như sáp nến hơ trên lửa. Vừa chạm tay vào đã vữa ra. Từng lớp thịt người bầy nhầy, trộn nước, nhão nhoẹt, chảy qua những kẽ tay của Lũy. Lập tức, cảm giác kinh tởm truyền qua da thịt, chạy dọc sống lưng, làm Lũy rùng mình muốn phát nôn ngay dưới nước. Nhưng anh kìm lại được, cố dương cặp mắt sợ hãi, bần thần nhìn vào cái cẳng chân người chết, chỉ còn trơ lại một đoạn xương cùng chút cơ thịt nằm sâu bên trong chưa tan ra hết. Lũy cảm thấy cả người của mình đang rung bần bật trong lòng nước. Mặt trời giữa hạ phả cái nóng như thiêu cũng không làm mất đi sự lạnh lẽo kinh hoàng khi ở gần cái xác. Nó chỉ khiến cho mùi tử khí khăm khẩm hôi tanh được dịp bốc lên cao, nồng nặc phủ kín không gian, biến cả một quãng sông ngập ngụa đầy sự chết. Lũy loay hoay một lúc mới buộc được sợi thần vào chân người chết. Anh vội vàng bơi nép sang một bên, khua tay ra hiệu cho mấy anh trên bờ kéo căng sợi dây, đưa xác người chết lên khỏi mặt nước. Lũy định lặng lẽ bơi theo, nhưng bất chợt anh giật mình. Vừa có một đợt sóng nhỏ vỗ bờ, dội ngược về phía anh và cái xác, làm mái tóc rối bù, lòa xòa phủ trên khuôn mặt tái xanh trôi tuột xuống. Mặt người chết vẫn ngửa thẳng lên trời, nhưng cái nhãn cầu ngầu đục, còn người chìm hẳn vào móng mắt thì lại đang trợn trừng liếc hẳn về phía Lũy, như đang nhả tất cả nỗi quan khiêng vào nhân thế. Con mắt ghê rợn sưng phồng nhưng vô hồn của người chết đuối khiến Lũy kinh hoàng rú lên một tiếng, rồi mất đà đấn nước bật ngửa về phía sau. Cổ chân anh như thể có vật gì siết chặt kéo ghì xuống nước, khiến anh càng kinh hãi, quẩy đạp liên hồi rồi uống liền một lúc mấy ngụm nước pha mùi thịt thối. Mãi một lúc sau mới có mấy cậu thanh niên nữa nhảy xuống kéo Lũy lên, không thì chỉ suýt chút nữa thôi Lũy đã nạp mạng cho Hà Bá. Bà mẹ Lũy đứng trên bờ chống nạnh, cáu tiếc nhìn anh,
nói gằn giọng như đang mắng. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, sao cứ có cái tật ăn cơm nhà, vác gà voi như thế hả? Vợ con thì không chịu lấy, cứ thùi thối một mình làm khổ con già này. Bà lão mắng con khiến mấy người xung quanh cũng phải bật cười. Lũy ngồi trên bờ nước, quay lại hình hệt một cách rất vô tư. Anh đáp, có sao đâu mẹ, con bị lỡ nhịp bơi thôi, vẫn sống nhăn răng ra đây chứ, có chết đâu mà mẹ phải lo. Bà chỉ tay ấn vào trán Lũy mà mắng, mày lại còn già mồm à, sau đợt này thì nghỉ hết, không có quỹ bàn với trụ sở gì nữa nha, về lấy vợ ngay cho tao. Có một giọng bỡn cợt vang lên gần đó. Bà Xuân ơi, bà có định cưới vợ cho cậu Lũy á thì nhớ đến con tôi nha. Bà chưa hết giận, ngoái cổ trông lại, rồi tươi nghe nét mặt nói đùa với bà bạn. Gớm nữa, thôi đi chị Cúc ạ. Chị có giúp tôi rước cái của nợ này luôn đi á, cho tôi nhẹ gánh cái nào. Bà bạn tên Cúc ấy, hai tay chống nạnh, tươi cười đáp. Nhà tôi cũng chỉ đợi chùm cao của bên bà thôi đấy, ai lại để cọc đi tìm trâu. Lũy ngồi bệt bên bờ sông, mặt thoát đỏ rồi lại thoát xanh vì xấu hổ. Anh cũng biết bắt Cúc người bạn thở thiếu thời với mẹ của mình. Bà Cúc đẻ được 5-6 cô con gái, mới đẩy được 3 quả bom nổ chậm ấy đi, còn sót lại người con thứ tư kém Lũy 3 tuổi, có tiếng trong làng ở sự nết na, thùy mị, trái ngược với sự bạo dạn của bà cụ thân sinh. Lũy và Hoa, con bà Cúc, cũng đang hò hẹn nhưng chưa công khai tình cảm. Anh muốn đợi cho hợp tác xã vận hành trơn tru rồi mới thông báo tin mừng, mang trầu cao sang hỏi cưới cô nàng. Nhưng câu chuyện ấy nhanh chóng bị Lũy quên đi. Trong đầu anh lúc này ngập tràn những hình ảnh ghê rợn của xác người chết đuối và cái cảm giác lạ lùng của một thứ vật dị thường siết lấy cổ chân, bây giờ vẫn còn vẹn nguyên rõ rệt. Khi ấy nước sâu quá đục, lại trong cơn hoảng loạn nên Lũy không thể nào nhìn thấy được đó là vật gì. Chỉ thấy nó dài dài, trơn trơn nhưng cũng vô cùng dẻo dai, khó chịu. Lũy thở dài, tự nhủ có lẽ đó chỉ là một đoạn rong rêu hay một thứ cỏ nước gì đó, nên anh không nghĩ nữa. Lũy nhìn thi thể đã được vớt lên bờ, để cho mấy anh dân quân và các chú tự vệ được một phen vất vả. Người chết đuối là một cô gái. Nhìn vào khuôn mặt cũng như vóc dáng thì không thể đoán nổi được độ tuổi hay đến từ đâu, vì thi thể đã ngâm quá lâu dưới nước. Nhiều chỗ trên người đã bị quạ mổ hay tôm cá dưới sông rỉa cho nát bét, không thể nhận diện được gì. Nhưng dựa vào quần áo, người ta đoán kẻ xấu số ấy vẫn còn rất trẻ. Lũy đứng bên cạnh mấy anh tự vệ một lúc rất lâu, xem họ khám nghiệm, đo đạc chiều cao người chết, ghi chép lại những chi tiết đáng chú ý trên cơ thể. Nhưng thời ấy, khoa học còn chưa phát triển, cũng chẳng ai biết thế nào là pháp y. Nên sau một hồi xem xét, người ta chẳng thu được kết quả gì quan trọng, nên đành kết luận rằng cô gái kia chết đuối. Mấy anh tự vệ và dân quân nhờ một vài người thanh niên khỏe mạnh lấy cuốc thủng đào luôn một cái hố huyệt nằm ngay gần bờ sông, rải vôi bột tránh ôn dịch, và ngay trong ngày hôm ấy chôn luôn xác chết. Lũy đứng xem một lúc rồi cũng bị bà Xuân kéo về nhà. Cả hai mẹ con khi đó chẳng ai có chút mảy may nghi hoặc, cũng không ai biết được rằng thời khắc ấy đã đánh dấu một bước ngoặt đầy biến cố xảy ra trong vạn chài bãi thượng, thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Xã hội thời ấy vẫn còn tồn tại nhiều bất cập vì tàn dư phong kiến và chế độ cũ vẫn chưa thể xóa sạch hoàn toàn. Nhiều nơi lắm chỗ vẫn đầy rẫy những sự bất công, nên mỗi năm trên khắp các con sông lớn như sông Đà chẳng hạn lại có đến cả trăm người chết đuối. Lẽ dĩ nhiên, phần nhiều những cái chết đó đều là do thiếu cẩn thận, nhảy xuống sông bơi lội mà vong mạng. Lại thêm nhiều kẻ khốn quẫn cùng đường
bị những tàn dư phong kiến hủ bại đè đầu cưỡi cổ quá lâu, không có đường lui nên trầm mình tự vẫn, rất lâu sau mới có thể nổi lên. Lại thêm cả những cái xác chết trôi không rõ lai lịch từ thượng nguồn đi xuống, tục gọi là chết trôi sông. Bên cạnh đó, trong lúc nhiễu nhương, tranh sáng tranh tối, có không ít tên hung thủ lợi dụng lúc giao thời. Chính quyền đương thời chưa thể nắm hết các cơ sở địa phương nên chúng thuận thế đẩy thuyền, giở trò cướp phá, giết người. Những kẻ đó còn chịu khó bê xác nạn nhân ném xuống sông để hủy thi diệt tích. Người chết oan như vậy nhiều không đếm xuể, khó tránh khỏi những chuyện ma quái mê tín dị đoan. Bất kể hiện tại nhìn nhận những biến cố ấy ra sao, người thời xưa sống ở vạn chài bãi thượng đối với những chuyện quỷ thần đều vô cùng mê tín. Phàm là xác chết trôi vớt từ dưới sông lên thường đều chôn ngay ở trên bờ, cách mép nước vài ba mét. Thứ nhất là để tránh ôn dịch, thứ hai là để hạ bá có thiên vẫn biết được rằng người ta không dám cướp cơm của thần thánh. Hội vớt xác trôi sông ngày ấy không hề cụ thể là ai, chỉ cần là thanh niên như anh Lũy có trách nhiệm thì đều lao vào cán đáng. Xác người chết vớt lên sau đó sẽ do người già cả trong làng, những tay máu mặt thông thuộc thủy tính, to gan lớn mật tiến hành xử lý. Họ thường là những người già cả, hoặc chí ít cũng phải trung niên, có kinh nghiệm nhiều năm sông nước, lại có cả những biện pháp dị đoan để khu quỷ trừ tà. Chứ những người bình thường ít ai dám làm việc ghê gớm đến như thế. Lũy sau khi trở về nhà, thật ra không quá để tâm đến câu chuyện của người đàn bà xấu số vừa rồi. Trong đầu anh chỉ lờ mờ tồn tại những hình ảnh rùng rợn khi mắt người chết liếc sang nhìn mình, và nhất là khi cổ chân anh bị vật gì kéo ghì xuống nước. Những suy nghĩ ấy khiến Lũy không nuốt nổi bát cơm. Gãy gãy vài ba miếng, anh lại buông đũa đứng dậy vòng ra sân trước, vần về thuốc lào rồi nhét vào trong nỏ điếu. Trời mùa hè nên dù đã quá 6 giờ nhưng vẫn còn rất sáng. Một vài người đi qua thấy Lũy ngồi ngoài sân liền cúi đầu chào anh theo thói quen cố hữu. Con chào Quang à, Quang chưa ăn cơm sao à? Mỗi lần như thế, Lũy lại ngại ngùng xua tay lắc đầu, nhắc nhở họ đừng có xưng hô như vậy mà phải tội. Thời ấy ở đây dân trí vẫn còn rất thấp, người dân đa phần đều là người thượng, sống ven rừng hay bên bờ nước, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, kiếm miếng ăn dưới sự đe nẹt của các thổ ti, các chánh tổng, lý trưởng hay lũ cường hào ác bá. Nên giờ đây dù đã được giải phóng hoàn toàn khỏi kiếp nô lệ lầm than, nhưng nhiều người vẫn còn quen lệ cũ, vẫn xưng con gọi quan như ngày trước. Mẹ Lũy thấy con ngồi trầm ngâm trước sân nhà, lắc đầu đi ra rồi bảo: cái chức chủ nhiệm hợp tác xã có to tát cái gì đâu á, mà người ta cứ... Thôi, mày vào nhà đi, ngồi đấy mà giải thích mới chào hỏi á thì cũng hết ngày hết buổi đó con à. Vào mà ăn cơm đi. Thôi mẹ ăn đi, con không có đói đâu, bụng dạ nó cứ nhộn nhạo khó chịu kiểu gì không biết nữa. Bà Xuân khịt mũi một cái rồi trách: tao đã nói mà con nghe đâu, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xiên. Hôm nay mày có thằng cu vẫn với con ông nhiều lao xuống cứu mày lên đây nha. Bà hậm hực nhìn bộ mặt nhân nhân của Lũy, biết không thay đổi được gì nên lại vùng vằng quay vào, miệng lẩm nhẩm như khẽ mắng cậu con trai gan lì cốc tía, không sợ trời không sợ đất, dám vớt xác trôi sông toàn cướp cơm hạ bá. Lũy thấy mẹ đi vào nhà, anh lại bứt thêm chút thuốc lào trong gói rồi vân về cho vào trong nỏ. Anh mồi lửa thổi nhẹ một hơi để tàn thuốc bay vào trong cái xô sắt tay cũ kỹ. Trước khi đưa cái điếu lên môi, Toàn rít lấy một hơi dài, nhưng khói thuốc mới chỉ đi đến lưng chừng cuốn họng, bỗng Lũy trợn mắt tái mặt há mồm, đánh rơi cái điếu cày xuống sân rồi ho sặc sụa.
bởi trong dáng chiều đỏ ối, lờ mờ tranh tối tranh sáng ngoài cổng ngõ, Lũy vừa trông thấy một bóng người. Người ấy không đi ngang qua cổng mà đứng hẳn lại, nhìn thẳng vào anh. Mặc dù trời đã nhập nhoạng, nhưng khoảng cách chỉ vài ba mét nên Lũy trông rõ mồn một, không thể sai chút nào. Đó là một người con gái. Quần áo trên người đã ướt sũng, dính sát trên cái bụng căng tròn, sưng trướng lên như ngâm nước. Mái tóc buông dài, dính bết phủ xuống ngang vai, nhưng không hề che đi khuôn mặt, khoe ra một sắc diện dị thường. Làn da xám xịt xanh xao, nổi rõ cả những mạch máu đã chuyển sang màu đen tím. Đôi mắt của người con gái ấy đục lờ nhờ, hòa lẫn với sắc trời u ám lúc xế chiều, khiến cảnh vật và cả bóng người kia lại càng thêm phần ma mị, dị thường. Lớp áo nâu dính chặt vào da thịt và cái ống quần lai đen, không biết là do gió thổi hay thân thể đã bị ngâm dưới nước quá lâu, khiến nó căng phồng hẳn lên, tựa hồ sắp bật tung hàng cúc ngực. Chẳng còn nghi ngờ gì cả, đó chính là cái xác chết trôi Lũy mới vớt lên lúc trước. Xác chết ấy không biết vì sao lại có thể đào mộ sống lại, rồi tìm đến tận nhà, như thể muốn kéo chân Lũy xuống sông chết theo mình, để rồi thế chỗ trong các câu chuyện kinh dị trong truyền thuyết. Lũy kinh hãi sặc khói, hò như muốn nổ phổi, anh sợ muốn đứng tim. Cái điếu vừa lăn xuống sân cũng là lúc Lũy bật ngửa người ra sau, hốt hoảng bò lùi bằng cả tứ chi trên nền đất. Vừa thấy Lũy như vậy, lập tức cái bóng ấy lao nhanh lại phía anh, giơ bàn tay ra trước như vồ lấy, rồi cũng hốt hoảng hỏi: "Ơ kìa, anh làm sao thế?" Lũy vẫn bò trên thềm nhà, hai mắt mở to không hề chớp, miệng đắng ngắt như vừa uống rượu mạnh. Anh kinh ngạc không thốt nên lời, bởi cái bóng ma của người chết đuối giờ đã hóa ra là Hoa, cô bạn gái mà anh sắp sửa mở lời cầu hôn lấy về làm vợ. Mất một lúc khá lâu, Lũy mới lắp bắp lên tiếng được. Anh hỏi người yêu: Sao lại là em?" Hoa nhìn anh, mặt nàng vẫn còn tái xanh vì lo lắng, ấp úng hỏi ngược lại: Cái gì? Em đây chứ sao chăng gì nữa? Anh làm sao thế hả?" Lũy vẫn không trả lời, giang tay gạt Hoa sang một bên, rồi ngơ ngác nhìn ra ngoài con đường vẫn còn tấp nập người qua lại. Ở trong nhà, bà Xuân nghe tiếng nói chuyện cũng lật đật chạy ra, thấy con trai thì ngồi bệt trên sàn nhà, mặt mũi ngây đơ, da dẻ xanh xao nhợt nhạt, lại có cả Hoa ở đó. Bà ngạc nhiên hỏi: Cháu hả? Ủa mà hai đứa làm gì ngoài này mà không vào trong nhà đi? Thằng Lũy, mày làm sao thế hả con?" Lũy không trả lời, Hoa lại phải lên tiếng đáp: Cháu vừa mới đi ngang qua, tự nhiên thấy anh Lũy ho sặc sụa rồi ngã vật ra làm sao. Cháu sợ quá mới vội chạy vào, thì anh ấy cứ nói cái gì mà lung tung lắm, cháu không có hiểu." Bà Xuân nhìn con trai, nghi hoặc hỏi: "Này, cái thằng kia, mày làm sao thế hả con?" Lũy lúc này mới ấp úng trả lời: Con vừa nhìn thấy ma, cái người mà chết đuối hôm nay đó, vừa lúc nãy đứng ngay trước cổng nhà mình nè. Con đang hút thuốc lào thì con trông thấy, con sặc lên tới tận." Lũy nói đến đó thì dừng lại để thở hổn hển như một kẻ mới chạy đua đường trường. Bà Xuân và Hoa cũng tái mặt nhìn nhau, kinh hãi như thể chính mình cũng vừa trông thấy vong hồn người chết. Bà Xuân mất một lúc mới định thần lại được, nói như trách con trai: "Cái thằng này, mày đừng có dọa mẹ mày nha. Ma nào, ở đâu ra? Mày bình tĩnh lại đi xem nào. Cán bộ mà lại ăn với nói thế hả con? Nhớ ai ở ngoài đường nghe được, họ nói lên cấp trên thì phiền đấy." Nhưng Lũy đã lên tiếng ngắt lời bà cụ: "Thật mà, con trông thấy ma thật mà mẹ. Mẹ không tin con hả? Nó đứng ngay ngoài cổng."
Ai? Anh này buồn cười ha. Em chứ ma nào. Chỉ có em đứng ngoài cổng nhà anh lúc đó thôi, chứ làm gì có ai. Em nghe tin hôm nay anh xuống nước rồi bị ngã, phải mấy người nữa mới lôi anh lên á, nên em lo hết việc ngoài trụ sở, em vội chạy về đây ngay nè. Hoa cướp lời chen vào để Lũy không nói lung tung, sợ rằng sẽ bị người ngoài đánh giá. Nhưng nhìn khuôn mặt vẫn chưa tan nổi bàng hoàng của Lũy, cả Hoa lẫn bà Xuân đều rờn rợn trông ra ngoài ngõ. Nghĩ đến cái cảnh người chết đuối hiện về, tìm đến tận đây để bắt Lũy chết theo. Bà Xuân kéo tay Hoa vào nhà, rồi lôi cả Lũy đứng dậy. Ngồi xuống bàn uống nước, mà tay Lũy vẫn run lên cầm cập. Bà Xuân gặng hỏi lần nữa. Thế đầu đuôi ra sao? Hai đứa từ từ kể lại cho cô xem nào. Hoa gật đầu, thuật lại việc cô nhìn thấy Lũy bị ngã ngửa ra thềm nhà. Còn Lũy lại kể rằng mình gặp ma đứng ngay ngoài cổng. Bà Xuân nghe qua sự việc, hai tay càng lúc càng run. Ngồi đối diện bà, mặt Lũy vẫn còn tái xanh, bờ môi nhợt nhạt xám xịt, không khác gì người chết. Đôi tay run rẩy cầm cốc nước mà không đưa lên mồm uống được. Bà Xuân nhìn con trai, rồi lắc đầu lo sợ. Đứng lên rút ra mấy que hương thắp lên trên bàn thờ, rồi chắp tay khấn vái bức hình vẽ ông chồng quá cố nhiều năm trước của bà, như mong mỏi vong linh của thân nhân sẽ hiện về bảo vệ cho con trai bà tai qua nạn khỏi. Lũy ngồi cạnh Hoa, mắt chớp liền mấy cái, cố nhớ lại những chi tiết rùng rợn mà anh vừa trải qua. Anh không thể nào trông nhầm được. Rõ ràng, anh đã nhìn thấy người chết đuối đứng trước cổng nhà mình, giờ cánh tay ướt nhẹp, dính nhơm nhớp lao lại phía anh. Không hiểu sao chỉ trong chớp mắt đã hóa ra thành cô người yêu anh sắp lấy về làm vợ. Trầm ngâm được một lúc không cắt nghĩa được vấn đề, Lũy thở dài một tiếng rồi bảo nhỏ. Chắc là con bị ám ảnh. Sáng nay cũng suýt chết đuối, nên giờ vẫn hơi ghê. Bà Xuân tặc lưỡi, dịu dàng nói. Mẹ cũng nghĩ như thế đấy. Chứ mà quỷ nào mà lại dám hiện về khi còn đông người như vậy. Hoa tiếp lời. Bác nói phải đó anh. Trời đang giữa hè, quá 6 giờ mới tắt nắng. Lúc vừa rồi ngoài đường còn tấp nập người gánh hàng rong đi từ chợ về. Có khi là anh nhìn nhầm đó thôi. Lũy biết là mình không trông nhầm, nhưng anh vẫn gật đầu vì không muốn làm mẹ hay người yêu mình lo sợ. Anh nói. Có khi là anh trông nhầm, hoặc là quán gà thật. Trời nhập nhoạng lưng sáng lưng tối, chẳng biết thế nào mà lần. Bà Xuân cũng gật đầu khen phải. Hoàng ngồi bên, nắm lấy tay Lũy, ân cần thể hiện sự quan tâm. Rồi một lúc sau, cô cũng lên tiếng bảo. Thôi, có khi cháu xin phép bác với anh cháu về ạ. Trời tối rồi, cháu về trễ thì mẹ cháu lại mong. Bà Xuân gật đầu. Thế cháu về đi, nhanh không tối đó Hòa. Lũy cũng gượng cười. Em đi cẩn thận nha, anh cũng vào nghỉ đây. Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ người cứ mình mệt, chắc là nhảy xuống nước lúc trời nắng nên ốm mất rồi. Hoa ra chiều quyến luyến nói. Anh giữ gìn sức khỏe nha, mai mệt quá thì bảo anh Đồng, anh Nam ra trụ sở hợp tác xã làm thay đi. Thôi cháu chào bác, cháu về ạ. Lũy tiễn người yêu ra đến cửa. Anh không dám chạy ra ngõ như mọi bận, vì vẫn còn bị bóng ma của người chết đuối kia ám ảnh. Đoạn anh vào nhà, rồi chui luôn vào gian trong để mặc bà Xuân bên ngoài dọn dẹp. Nói là đi nghỉ, nhưng từ lúc vào buồng cho đến tận nửa đêm, Lũy không tài nào chợp mắt được. Bởi hãy cứ nhắm mắt lại là cái hình ảnh rùng rợn kinh hoàng của thi thể chết trôi ấy lại hiện về trong tâm trí. Lúc thì cái xác ấy nổi dập dềnh trên dòng nước đục, đầu liên tục đập vào mạn thuyền từng tiếng không ngưng. Lại có khi Lũy trông thấy thi thể đứng ngay trước cổng, vươn tay về phía anh như toàn kéo anh chết theo để cho vong linh con ma già có cơ hội đầu thai kiếp khác.
Nói chung toàn là những hoạt cảnh rùng rợn ghê người mà một anh vệ quốc quân như Lũy, dù đã trải qua trăm trận giữa lửa đạn mưa bom, cũng không thể nào cứng lòng cho được. Lũy trằn trọc cả đêm, không hiểu sao cô gái chết trôi kia lại hiện về với mình. Quen biết thì không, mà oán thù thì dĩ nhiên chẳng có. Hà cớ gì mà người chết lại tìm đến anh? Lũy nhớ lại nhiều cụ già trong làng từng nói: ma lúc nào cũng hiện diện bên cạnh chúng ta, nhưng chỉ người nào ma muốn cho thấy thì mới trông thấy được. Nhưng Lũy chưa bao giờ tin như vậy. Đối với anh, hay nói đúng hơn là với thế hệ những thanh niên trí thức cấp tiến như anh, những câu chuyện về cõi âm, về thế giới bên kia, hay những vong hồn vương vấn ở trần gian, ít nhiều cũng đều đã từng nghe kể. Nhưng hầu hết chỉ toàn là những chuyện hoang đường, bịa đặt hay tưởng tượng, chứ có ai tận mắt trông thấy bao giờ. Cả đời anh vẫn tin như thế. Cho đến hôm nay thì suy nghĩ của anh rẽ sang một khúc quanh khác. Hóa ra những truyền thuyết dân gian, những câu chuyện ma gà, ma xó, ma trành vẫn tồn tại rải rác ở khắp miền Tây Bắc, đã ăn sâu bám rễ vào trong đời sống của những người dân bản, chưa chắc đã là chuyện bịa. Ma rừng, quỷ núi, hà bá thần sông cũng rất có thể là một thế lực thực sự hẳn còn tồn tại, và chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật chứ chẳng phải là ảo giác, thêm mắm thêm muối để hấp dẫn người đời. Nhưng càng nghĩ, Lũy lại càng không thể hiểu rõ vì nguyên nhân gì mà anh lại nhìn thấy ma, hay nói đúng hơn là người chết đuối kia lại tìm đến anh để cho anh trông thấy. Anh mong rằng mọi việc sẽ sớm trôi qua, và mong vong linh người con gái xấu số ấy sẽ không hiện về làm anh sợ hãi nữa. Càng nghĩ càng khó ngủ, mà nằm lâu thì hay cứng bụng buồn tiểu. Anh trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, không biết nên đợi cho hết đêm hay vùng dậy chạy ra sau nhà giải quyết. Tay Lũy liên tục thò xuống gãi sồn sột nơi cổ chân. Từ tối đến giờ không hiểu là bị con gì đốt mà cổ chân của anh cứ ngứa ngáy râm ran, tưởng chừng cả một vòng quanh mắt cá bị một thứ dây thừng hay sợi chảo thô nào siết chặt. Lũy đã lấy cả ngọn đèn bảo soi xuống cổ chân, nhưng chẳng thấy gì ngoài một vệt hằn đỏ rất nhỏ chừng một ngón tay, dấu tích của sự kiện hải hùng hồi sáng, khi anh có cảm giác bị vật gì đó quấn quanh chân. Và đến lúc này thì hình như cơn ngứa cũng bắt nguồn từ chỗ đó. Nằm lâu không chịu được, Lũy cố nén lòng, hít một hơi thật sâu rồi ngồi bật dậy. Anh định sẽ ra ngoài sân rửa chân cho khỏi ngứa, rồi vòng ra sau nhà giải quyết nỗi buồn hành hạ anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng còn chưa bước được xuống giường thì từ bên ngoài cửa có tiếng mèo của nhà nào đó kêu thét lên, rồi liên tiếp là tiếng chó tru từng hồi ghê rợn. Lũy giật mình, tái mặt nhìn quanh gian nhà mờ tối. Tiếng chó hú, tiếng mèo gào càng lúc lại càng gần hơn, từ ngoài ngõ kéo dài đến cổng rồi dừng lại. Mọi việc tưởng chừng như đã bình yên thì bất thình lình có tiếng đập cửa liên hồi. Những âm thanh tưởng chừng vô cùng bình thường lúc này đây trở thành những tiếng động dị thường ghê gớm, như vọng lại từ cõi âm ti, nghe xa lạ, kinh hoàng đầy ám ảnh. Những tiếng còng cọc ấy nghe không khác gì tiếng cái xác chết trôi bị sóng đánh đập phải mạng thuyền. Âm thanh khủng khiếp khiến Lũy giật bắn người, suýt nữa thét lên vì kinh sợ. Nhưng anh nén lại được, hơi thở trong ống khí quản như nghẽn lại, mãi mới bật được ra. Anh ngồi im trên giường như chờ đợi. Âm thanh kia thì vẫn vang lên như dục giả. Lũy đưa mắt nhìn quanh, không có động tĩnh gì ngoài những âm thanh kỳ dị. Mẹ anh nằm ngủ ở gian bên, hình như không hề biết đến hiện tượng quái đản diễn ra trong đêm tối. Tiếng gõ vẫn vang lên đều đặn, tiếng chó mèo thê lương vẫn tiếp tục vọng lên trong đêm trường tĩnh mịch lặng im như phủ đầy tử khí.
Anh Lũy ngồi một lúc, bỗng thấy mình choáng váng, người như say thuốc, như một kẻ bị hớp hồn, nửa tỉnh, nửa mê, mất hết hoàn toàn tự chủ. Anh lững thững bước xuống giường, đôi chân như kẻ mộng du, chập chững và lảo đảo. Cánh cửa buồng đã bị kéo then ngang không biết từ lúc nào. Dù tối nay, khi vào buồng, Lũy đã cẩn thận khóa kín. Anh cứ thất thểu đi ra như một kẻ bị thôi miên, lặng lẽ đứng giữa mảnh sân vắng lặng. Khung cảnh rùng rợn lại diễn ra hệt như lúc xế chiều. Trong màn sương âm u như khói tỏa, Lũy thấy cánh cổng nhà mình mở toang. Đứng bên ngoài là người thiếu phụ chết trương thay thối thịt được anh vớt lên từ dưới nước. Chiếc áo nâu sòng và chiếc quần nai đen vẫn còn ướt sũng, dính bết vào da thịt. Mớ tóc lòa xòa của người chết đuối phủ xuống vai, che mờ đi khuôn mặt và làn da tím tái xanh xao. Người con gái ấy lủi thủi trước mặt Lũy, giơ ra trước hai bàn tay ướt đẫm, da tay ngầm nước nhăn nhèo đã bong ra thành từng mảng. Con tôi, con của tôi đâu rồi? Lũy đứng chết cứng như chôn chân xuống nền gạch, á khẩu không nói được lời nào. Mà nói gì bây giờ? Anh vẫn như kẻ bị thôi miên, trơ mắt ra nhìn hồn ma người thiếu phụ. Anh trông thấy bóng ma của cô gái ấy đứng sát bên cột cổng, ánh mắt đục ngầu, không rõ lòng trắng lòng đen, nhưng hình như đang nhìn anh van nài khẩn khoản. Từ dưới chiếc quần đen, Lũy trông thấy một thứ dung dịch màu đỏ ối chảy ra theo những giọt nước nhỏ tông tổng xuống sân. Bụng của người chết trương to, nhưng cứ xẹp dần theo dòng máu chảy ra từ dưới háng. Lũy kinh hãi đến tột cùng, tiếng nói của hồn ma vừa trong vừa lạnh lẽo như vọng lại từ chốn âm ti, hòa với tiếng chó hú mèo gào càng làm cho khung cảnh đêm trường trở nên ai oán. Trong cái màn tối thê lương ấy, trộn lẫn với chuỗi âm thanh kinh dị, Lũy nghe cả tiếng trẻ con khóc lên que que, tiếng của một đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời. Nhưng rõ ràng giọng đứa bé ấy lại cứ bị nghẹn, ằn ặc như bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông vô tận. Lũy kinh hoàng đến nghẹt thở, chẳng biết anh đã bừng tỉnh từ lúc nào, nhưng vẫn đứng run rẩy nguyên tại chỗ. Trong làn sương trắng, anh thấy bóng dáng thất thiểu của người thiếu phụ cứ tan loãng dần đi, rồi biến mất sau bờ tre già trước ngõ. Mất cả mấy phút, Lũy mới hoàn hồn. Toàn quay bước vào nhà, thì từ phía sau, một bàn tay lạnh toát vỗ mạnh lên vai, làm anh giật thót người. Anh rú lên rồi ngã vật xuống nền sân gạch. Nhưng hóa ra đó là bà Xuân. Bà cũng bị tiếng hét của Lũy làm cho giật mình kinh sợ. Bà hốt hoảng đỡ lấy con, rồi lo lắng hỏi: Mày làm cái gì ngoài này thế hả? Lũy nhìn mẹ, anh thở hổn hển như sắp đứt hơi. Cổ họng bỗng rát như kẻ độc hành lạc bước vào sa mạc, không tìm được lối ra. Bà Xuân trông rõ thấy những nét kinh hoàng hiện lên trên đáy mắt của đứa con trai, sự nhợt nhạt của làn da tái xanh như người sốt rét. Lập tức bà nhớ lại biến cố chiều nay, và đoán rằng lại vừa có một chuyện gì đặc biệt vừa xảy đến với con trai bà. Nhưng chuyện mà bà Xuân đoán được chỉ là Lũy bị mộng du, hoặc vì lo lắng quá mà mất ngủ, chứ bà không thể ngờ rằng anh lại vừa gặp hồn ma người thiếu phụ chết trôi một lần nữa hiện về ngay ngoài ngõ. Bà Xuân dìu con vào nhà, để Lũy ngồi ở bậc thềm, rồi lật đật lấy cái ấm ủ rót cho anh một ly trà đặc. Uống đi con, uống đi cho tỉnh táo. Mày làm mẹ sợ hết hồn hết vía hả? Lũy đón lấy ly trà, nhưng lại đặt xuống. Anh run rẩy bảo mẹ: Không, con phải đi giải đã. Bà Xuân nhìn bàn tay rung lên bần bật của đứa con trai đang cầm lấy chiếc đèn bảo từ tay mẹ. Lần đầu tiên,
Bà nhìn thấy sự đổi thay nhanh chóng đến mức kinh ngạc của cậu con trai mà bà vẫn tin rằng anh vô cùng gan dạ. Chẳng phải là tin, mà từ trước đến giờ, chính Lũy cũng luôn tỏ ra là một người cấp tiến, trí thức, không bao giờ nghe những chuyện mê tín dị đoan. Vậy mà chỉ trong có một ngày, mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Sự đổi khác ấy báo hiệu trước những biến cố dồn dập sắp xảy ra mà bà Xuân chẳng tài nào tưởng tượng nổi. Sáng sớm hôm sau, sau cả một đêm thức trắng với biết bao những bận rộn lo âu, Lũy vật vã ngồi dậy khỏi giường. Anh đã định nằm nghỉ ở nhà cho lại sức, nhưng những chi tiết hãi hùng về bóng ma của người thiếu phụ kia vẫn còn ám ảnh, biến cả căn nhà anh trở nên lạnh lẽo một cách xa lạ, dị thường. Lũy quyết định ra hợp tác xã, gặp anh em cho vơi đi phần nào sợ hãi. Ánh nắng ban ngày cũng khiến Lũy yên tâm hơn. Mặc dù khi đi qua cổng, anh vẫn có cái cảm giác rùng mình sợ sệt khi mường tượng ra cảnh hồn ma của cô gái chết trôi hiện về trong làn sương âm u mờ mịt. Hợp tác xã cách nhà Lũy không quá xa. Ở làng chài bãi thượng này, hợp tác xã do Lũy đứng làm chủ nhiệm có hai nhiệm vụ chính. Một là vận tải hàng hóa đi dọc sông Đà theo chỉ thị của chính quyền. Hai là tiến hành chế biến, buôn bán cho nhà nước các loại thủy sản đặc biệt chỉ có ở vùng này. Nói là như vậy, nhưng những loại thủy sản mà tác xã ở bãi thượng chế biến thì chỉ toàn là cá khô mà thôi. Cá được nhập về từ những tàu thuyền lớn nhỏ đánh bắt trên sông, phân loại ra rồi ướp muối, gia vị rồi hun khói. Ngày ấy, cá khô hun khói là một món ăn rất đổi quen thuộc đối với những người làm nghề chài lưới hoặc buôn hàng lên mạng ngược. Bởi vì từ bãi thượng này, phải đi ngược dòng sông hơn 100 cây số nữa mới đến được một bản người dân tộc. Và từ bản ấy lại tiếp tục đi thêm 2-3 ngày nữa mới tới một địa phương giáp biên. Quãng đường thủy xa xôi ấy cần gạo muối và lương thực. Vùng này từ 100 năm trước đã là chỗ tiếp tế lương thảo cuối cùng trên dòng sông Đà hung hãn. Cũng chính vì thế mà người ta mới gọi đây là bãi thượng hoặc bãi cuối. Dần già về sau, dân số bắt đầu tăng, người ta mới ngược dòng đi khai phá thêm những vùng đất khác. Cái tên bãi cuối trở nên vô nghĩa, nên dân vạn chài chỉ gọi đây là bãi thượng mà thôi. Ngành chế biến cá hung khói ấy do Lũy trực tiếp triển khai và làm chủ nhiệm. Đơn vị của anh gồm có 6-7 người, cả nam lẫn nữ. Mỗi bên chia nhau công việc. Người thì chế biến, lóc xương, ngâm tẩm gia vị cho thịt cá hoặc thịt lợn, thịt bò. Kẻ thì sắp bếp, nhóm lửa, chuẩn bị củi khô và canh kiểm lưu lượng khói trong lò chế biến. Công tác đều đặn diễn ra ngày này sang tháng khác. Đã thành thói quen nên ai cũng biết việc của mình, chẳng mấy khi xảy ra sự cố. Nhiệm vụ của Lũy ngoài việc tính toán lượng hàng hóa xuất nhập thì còn kiêm luôn cả công tác canh kiểm lưu lượng khói và chất lượng thịt trong lò. Sáng sáng, anh đều phải ra lò sấy, mở cửa nhìn vào trong để xem thịt đã chín, ngậm đủ khói và hong đủ khô hay chưa. Ngày hôm nay, dù rất mệt nhưng Lũy vẫn có mặt. Vài người đồng nghiệp gật đầu chào khi vừa thấy bóng anh. Một vài người tinh ý hơn đã lên tiếng hỏi thăm. Mặt mũi làm sao mà tái nhợt thế kia hả cậu Lũy? Đó là một chị gái trung tuổi, có chồng làm trong tổ hợp vận tải, cũng là người đã giới thiệu Hoa cho Lũy khi anh mới về làng. Lũy nhìn chị đồng nghiệp, nhếch mép gượng cười, chớp mắt bảo: Tối qua em mất ngủ chị à, cứ trằn trọc mãi mà không có vào giấc được. Bà chị nọ cười cười đáp: Ôi trời ơi, chàng đừng gối chí cần bảo sao. Thôi, cậu lấy vợ nhanh nhanh lên đi chứ, chúng tôi sốt ruột lắm rồi á. Mấy người khác cũng phụ họa theo. Đúng rồi đấy,
Hồi bằng tuổi chú hả? Con tôi đã biết nấu cơm rồi đấy nha. Lũy nghe mà chỉ biết gãi đầu. Anh cũng sốt ruột lắm, muốn làm đám cưới với Hòa, nhưng còn đang bận bịu nhiều công tác quá, chưa sắp xếp được thời gian, nên còn chần chừ chưa quyết. Lũy không muốn đứng đó để bị trêu thêm, nên rảo bước đi ra khu lò sấy. Lò sấy thịt của hợp tác xã là một cái bể xây bằng bê tông kín mít, có một lỗ nhỏ để nhét thêm củi vào trong, còn trên đỉnh thì để thoáng nhưng đậy lại bằng một số loại lá cây của người dân tộc. Chưa đi đến nơi, mùi khói từ gỗ và các loại hương liệu gia vị đã bốc lên thơm ngào ngạt, khiến Lũy thấy bụng mình sôi lên vì đói. Anh chép miệng tiến gần, kê thang để trèo lên, mở cửa lò để kiểm tra thịt hun khói bên trong. Nhưng khi cánh cửa lò vừa bật mở, tức thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt anh. Ngay sát cạnh cửa lò, một đống thịt bầy nhầy nhưng có đủ cả tứ chi bị trát đầy hương liệu hiện ra, đập vào mắt anh, khiến cho Lũy hãi hùng trượt chân đạp đổ cái thang, ngã lăn ra đất, ngất liệm đi vì kinh sợ. Trước khi bóng tối kịp phủ kín đôi mắt anh, trong con người ánh lên sự hãi hùng, vẫn còn hiện ra cái thân thể bé nhỏ của một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn, bị treo lủng lẳng trong lò sấy thịt. Nó trừng mắt nhìn anh, nở một nụ cười quái đản. Lũy không biết mình ngất đi được bao lâu, nhưng khi anh giật mình tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên hai chiếc bàn dài ghép vào với nhau ngay trong trụ sở. Mấy anh chị em trong đội lo lắng nhìn Lũy. Cậu sao thế hả? Sao tự nhiên lại ngất đi thế? Nhưng Lũy không trả lời. Anh hướng khuôn mặt tái nhợt của mình nhìn thẳng vào đám người trước mặt. Ánh mắt lóe lên những tia hãi nghi ngờ, tựa hồ như con cừu đang đứng giữa đám đồ tể lạnh lùng. Các người... Lũy vừa nói, vừa chỉ tay vào một người đứng trước anh. Tại sao lại làm như vậy? Mấy người ở bên ngơ ngác nhìn Lũy, rồi ngoảnh đầu nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì. Một người đàn ông cứng tuổi gãi tay cau mày hỏi Lũy. Cậu nói cái gì thế? Làm gì cơ? Lại còn giả ngây ngô nữa hay sao? Đứa bé? Đứa bé nào? Đứa bé trong lò sấy thịt. Là ai đã cho đứa bé vào lò sấy hả? Ánh mắt Lũy lóe lên những tia giận dữ căm hận. Bàn tay anh siết chặt vào với nhau thành nắm đấm. Nhưng những người xung quanh vẫn chẳng có ai hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu không biết. Lũy chỉ tay về phía cái lò sấy thịt để ngoài sân, gằn giọng từng tiếng. Tôi vừa trèo lên lò sấy, thấy ngay sát cửa lò có treo lủng lẳng xác của một đứa bé. Tại sao các người lại làm như vậy? Mấy anh chị em trong đội nghe Lũy hỏi mà cũng giật bắn mình. Họ không hiểu gì, cũng chẳng ai biết chuyện kỳ quái gì vừa mới xảy ra. Một người có nhiệm vụ ướp thịt rồi cho vào lò, lên tiếng đáp thay cả bọn. Anh nói cái gì thế? Làm gì có đứa bé nào? Toàn là thịt lợn, thịt bò với cá. Anh bị làm sao vậy? Lũy không còn kiên nhẫn. Anh nhảy vội xuống đất, gạt đám người đứng xung quanh, rồi chạy bổ ra sân. Cái thang vẫn nằm lăn lóc bên lò sấy. Cửa lò vẫn mở toang, y như lúc Lũy giật mình ngã từ trên đó xuống. Chứng tỏ suốt từ nãy đến giờ chưa ai kịp động chạm gì đến hiện trường. Mọi người cũng nói gót chạy theo Lũy. Họ đứng phía sau lưng anh, mấy cặp mắt đều kinh ngạc nhìn theo người chỉ huy đang trong cơn hoảng loạn. Anh dựng cái thang rồi nhanh chóng trèo lên, một lần nữa ngó đầu vào trong lò sấy. Một cậu choai choai cũng bắt chước lấy một cái ghế cao, nhón chân nghển cổ trông vào. Có gì đâu, toàn thịt với cá. Cậu thanh niên ấy nhảy xuống nói với đám người đứng sau. Chỉ còn Lũy vẫn đứng ở trên thang, ngơ ngác nhìn vào cái lò sấy đang bốc lên mùi khói thơm nức mũi. Vị của gỗ thông cháy dở
quyện với mùi của hồi, dỗi và mắt khén. Những thứ gia vị cổ truyền Tây Bắc ngọt ngào bốc lên, nhưng không làm chỗ thịt trong lò trở nên ngon mắt. Trái lại, Lũy càng lúc càng thấy ghê sợ mọi vật xung quanh. Anh kinh hãi nghĩ đến cái cảnh mình đang mắc một chứng bệnh hoang tưởng trầm trọng một cách bất ngờ, khiến anh nhìn đi đâu cũng thấy ma thấy quỷ. Trong cái lò sấy này, mọi thứ vẫn rất đổi bình thường, không có người chết, không có dây rốn, cũng chẳng hề có đứa trẻ sơ sinh nào như ban nãy Lũy trông thấy. Có kẻ đã giấu xác đứa bé đi ư? Không thể nào, vì cái thang, cánh cửa lò sấy vẫn y nguyên vị trí ban đầu, không hề suy chuyển từ lúc Lũy ngã lăn ra đất. Lũy lững thững trèo xuống khỏi chiếc thang tre. Mấy người đồng nghiệp toan chạy lại hỏi thăm, nhưng thấy đôi mắt lạc thần và cánh tay Lũy lơ đễnh xua ngang thì dừng lại. Họ bần thần nhìn nhau, rồi nhìn vào khuôn mặt tái xanh không huyết sắc của anh chủ nhiệm hợp tác xã vốn rất đạo mạo ngày thường, giờ đây đã hoàn toàn đổi khác. Làm việc với Lũy đã một thời gian, nhiều người còn lớn lên và trưởng thành cùng Lũy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên họ trông thấy khuôn mặt sợ hãi đến độ thất thần, đôi mắt vô hồn nhóm đầy u ám và sự lo lắng, khiến Lũy đánh mất hoàn toàn cái bản lĩnh của một tay lính cựu. Không ai nói với ai câu nào, họ đứng dạt sang một bên, nhường lối để Lũy thất thểu đi khỏi sân kho hợp tác. Vừa đi vừa lẩm bẩm trong đầu những câu không ai nghe rõ, như một kẻ tâm thần loạn trí. Lũy đang đi lang thang vô định, đôi chân anh như biến thành bước chân của kẻ lãng du, vất vưởng không bờ bến. Anh đang cố chấp nối lại suy nghĩ của mình, trầm ngâm nhớ lại mọi biến cố kinh hãi vừa mới xảy ra, và lờ mờ nhận ra rằng những hiện tượng vừa rồi đều liên quan đến cái thi thể của người thiếu phụ chết đuối trên sông. Phải chăng cô gái kia bị chết oan, nên vong hồn mới không siêu thoát được, hiện về quấy rầy kẻ đầu tiên dại dột chạm tay vào thây người chết kéo lên bờ là Lũy? Xưa nay trong dân gian đâu có thiếu những câu chuyện tưởng như hoang đường kỳ bí như vậy. Ngay trong làng chài này thôi, đã từng có cả trăm mẫu chuyện kể về những cái xác trôi sông, những kẻ vong thân nạp mạng cho hà bá, biến thành ma da kéo chân người khác, chết thế chỗ cho mình để đầu thai làm kiếp khác. Những chuyện ấy Lũy vốn chẳng bao giờ quan tâm, anh không bao giờ tin là có thật, lại nhiều khi mạnh miệng bài bác phản đối đám người bịa thần nghi quỷ, bày vẽ ra những câu chuyện dị thường để lòe bịp nhân gian. Lũy không tin, một phần vì anh là một người cấp tiến, từ rất sớm đã giác ngộ cách mạng, được học chữ, biết cả tiếng Tây, tin vào khoa học, chứ nhất định không tin vào những thuyết siêu linh. Một phần nữa là bởi vì Lũy chưa bao giờ trông thấy tận mắt, chỉ được nghe người trong vạn chài kể lại cho nhau. Lũy vẫn còn nhớ, có lần mẹ anh kể lại một câu chuyện bói toán dị đoan, Lũy đã cười khẩy rồi phản đối. Thấy vậy, bà Xuân chẳng hề tỏ ra bực bội mà còn ôn tồn bảo: mà thật ra là cái linh hồn của người ta, người chết đi, thân thể tan vào với đất với nước, nhưng linh hồn thì vẫn còn tồn tại. Có những người chết bình yên, hồn vấn vương gì cõi tạm, nên lên trời siêu thoát. Nhưng lại có những kẻ chết oan, vong linh vẫn còn nhiều điều trên trần chưa có giải quyết, nên nán lại ở đây, không có chịu đầu thai kiếp khác. Lũy nghe chỉ cười khẩy mà rằng: con nhập ngũ từ khi 16, chiến tranh loạn lạc, lửa đạn mưa bom, anh em đồng chí có khi vừa ăn được bát cơm, uống chưa xong chén nước đã bị quân giặc bắn chết. Vợ con còn để ở nhà, bao nhiêu dự định chưa có thành hiện thực, mà đã thấy ma bao giờ đâu. Nói như mẹ thì ma đầy đường, ma có khi còn lắm hơn người ấy chứ. Bà Xuân nghe chỉ lặng lặng lắc đầu khuyên: ma nó lừa người mà hiện hồn. Có người mong gặp ma,
nhưng vì cái duyên cái nợ, cả đời cũng chưa bao giờ gặp đó con à. Lũy lại mạnh miệng nói cứng. Con đây chứ ai. Con chỉ mong một lần được gặp ma để xem mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao. Mạng nhiều người sợ thế. Con thì con chỉ sợ người thôi. Người còn đáng sợ hơn ma đó. Quả đúng là thần khẩu hại xác phàm, ít chết do miệng lớn. Đến giờ thì chính Lũy lại gặp ma, không chỉ một lần, không chỉ trong đêm, mà ngay cả lúc nhập nhoạng tối, cho đến cả cái lúc trời nắng chang chang, ma vẫn hiện về với anh chàng vệ quốc quân trẻ tuổi. Lũy lại càng chẳng thể cắt nghĩa được cho rõ ngọn ngành, vì sao ma lại hiện về với anh. Cái duyên số kỳ dị nào đã chỉ lối dẫn đường, đẩy anh đến một hoàn cảnh khác thường đến vậy. Lũy cứ thế lẳng lặng thất thểu đưa chân bước. Đi được một lúc, cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở cổ chân một lần nữa bùng lên. Suốt cả đêm qua, cơn ngứa ấy không tha cho Lũy một phút nào. Anh cứ liên tục gãi sồn sột như người mắc ghẻ. Trên cổ chân anh, cái vệt hằn cuốn quanh vẫn còn đo đỏ, nhưng không sưng tấy, chỉ ngứa ngáy râm ran, nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Sự ngứa ngáy ấy khiến Lũy phải đứng hẳn lại giữa đường, thò tay qua lớp quần mỏng, gãi trong vô thức. Cơn ngứa đã chẳng giảm đi, nay lại còn điên cuồng hơn trước, hành hạ Lũy không sao tả nổi. Lũy ngồi xuống vệ đường, cắm cúi sồn sột gãi như con khỉ trong vườn thú. Nhưng bất chợt anh giật mình khựng lại, mắt chớp mau, miệng hơi há ra vì kinh ngạc. Chỗ anh đang ngồi cũng chính là nơi ngày hôm qua người ta tìm thấy xác chết trôi của người thiếu phụ. Cách anh một quãng không xa, hình như có ai đã đến đây cắm lên nấm mộ mới đắp của cô gái kia mấy que nhang và chút hoa quả như đồ lễ. Lũy ngạc nhiên lắm. Người chết đuối dưới sông Đà này không phải hiếm, một năm chí ít cũng phải vớt được vài ba vụ. Có thể là do trượt chân không may chết đuối, có thể là bị con lũ lớn ở thượng nguồn kéo xác đi xa. Lý do thì nhiều vô kể, nhưng dân vạn chài ít ai vớt xác chết lên bờ, và nếu đã vớt thì hầu như chỉ làm qua loa một ngôi mộ, chẳng nấm chẳng bia. Dần dần đất cát sói mòn, thủy thổ đổi thay, dòng đời biến chuyển, xác người rồi cũng tan thành đất, chẳng còn mấy ai nhớ đến. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao lại có người mang nhang đèn, hoa quả ra ngôi mộ người chết trôi sông này cúng bái. Phải chăng là có uẩn khúc gì? Lũy nghĩ vậy rồi vội vã chạy lại quán nước của bà Hàng, đối diện trạm xá của làng mà hôm qua anh ngồi đây chờ mẹ. Hàng nước ở đâu cũng thế, luôn là chỗ tụ tập của đủ các loại người. Giàu có, nghèo có, lương thiện có, và cả lũ trộm vặt, cướp đường cũng hay lấy đây làm nơi tụ tập. Mới thấy Lũy bước vào, bà hàng nước đã ngước mặt lên, kinh ngạc hỏi. Ôi trời, anh không đi làm hay sao? Rồi rảnh rỗi ra uống nước thế này. Lũy chào bà Tám, rồi ngồi xuống với tay lấy điếu thuốc lào theo thói quen. Còn chưa kịp mở lời thì bà Tám đã hơi khựng lại, cau mày nhìn Lũy rồi nghi hồ hỏi. Này, anh chủ nhiệm làm sao thế hả? Sao mà mặt mũi tái xanh thế kia? Lũy nghe xong bất giác đưa tay lên sờ mặt như một phản xạ bản năng, rồi mới gượng cười lắc đầu đáp. Đêm qua con mất ngủ bác à. Trời nực quá, nằm trằn trọc mãi không vào giấc. Bà già không nói gì, chỉ gật đầu rót cho Lũy một ly nước trà, rồi lại tỉ mẩn làm mấy việc linh tinh. Lũy không quên lý do khiến anh phải tới đây, nên vừa nhấp xong một ngụm trà, Lũy đã lên tiếng hỏi. Bác Tám ơi, cái người mới chết đuối hôm qua có người nhà đến nhận rồi hả? Bà Tám nghe xong cũng giật mình quay đầu nhìn. Thật hả? Người ta mang xác đi chưa?
hay vẫn còn để đấy? Lũy vờ lơ đễnh đáp vù vờ. Cháu nào có biết, nhưng mà thấy trên mã của người đó có hoa quả với lại mấy cái chân nhang, không biết là ai mang ra đấy. Cháu đoán là có người nhà đến nhận thôi. Bà lão ồ lên một tiếng rồi xua tay bảo: À không, không phải đâu. Của tôi cả đấy. Lũy ngạc nhiên trốn mắt ra nhìn bà Tám, rồi ấp úng hỏi: Bắt quen người chết à? Bà Tám vội xua tay: Không, tôi nào có biết đấy là ai. Nhưng mà thôi, anh hỏi làm gì, rồi có khi tôi là phải trình ra quỷ ban vì cái tội mê tín dị đoan thì mệt lắm. Thấy bà Tám ra vẻ lưỡng lự, Lũy khuyến khích: Bác buồn cười thế, cháu cũng là con cái trong nhà, bác lại là đồng niên với mấy thầy bu nhà cháu, cháu làm sao mà dám. Thôi bác cứ kể xem nào, sao không quen thân gì với người ta mà bác lại mang nhang đèn ra thắp thế? Bà Tám biết không giấu được anh chàng lanh lợi nên ngập ngừng một lúc. Bà Tám mới nhìn quanh bốn phía để chắc chắn rằng chẳng có ai, rồi mới trầm giọng kể: Tôi nói thế này nè, anh đừng có bép xép với ai hay là nói gì với mấy cái chú tự vệ địa phương đấy nha. Lũy gật đầu xác nhận, rồi anh nhấp một ngụm trà, lắng tai nghe như nuốt từng lời kể của bà hàng nước. Nhà bà Tám cũng là một hộ làm nghề chài lưới trong làng. Tuy gia cảnh cũng không thuộc hạng có của ăn của để, nhưng mấy người con đều hiếu thảo, ngoan ngoãn nên bà không vất vả. Chỉ có điều ở nhà buồn chân buồn tay quá, mà các cháu đều đã lớn khôn, không phiền đến bà phải trông nom chăm sóc, nên bà mới chọn cái nghề bán nước này để dối già, mà có người nọ người kia nói chuyện cũng vui vui. Sáng hôm nay, cũng như một thói quen thường nhật, bà Tám dậy rất sớm, gánh đời quàng gánh chứa đủ thứ quà bánh linh tinh cùng với mấy gói trà rẻ tiền ra hàng nước để chuẩn bị cho một ngày tiếp khách dưới bến phà. Trời mờ sương đặc quánh như mây phủ, bà già cứ thế lầm lũi bước đi theo lộ trình quen thuộc. Khung cảnh tăm tối lại vắng người, khiến bà hơi hoang mang khi nghĩ đến vụ việc hôm qua, người ta tìm thấy một thiếu phụ xấu số chết đuối ở dưới sông này. Mặc dù thế, nhưng bà vẫn cố xua đi nỗi sợ, rảo bước thật nhanh để ra chỗ bán hàng quen thuộc. Nhưng khi chỉ còn cách cái quán nhỏ một đoạn, bà Tám chợt khựng người, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, vì bà vừa mới nghe thấy tiếng trẻ con khóc đâu đây. Giữa lúc tờ mờ sáng, không gian dày đặc sương mù lại vang lên tiếng khóc nỉ non ai oán, khiến bà Tám càng thêm sợ. Nhưng tính tình hiền hậu chất phác lại thêm cái kiểu nhìn người mà ngẫm đến ta, bà Tám cũng đã lên chức bà từ lâu. Nghe tiếng trẻ con khóc thê lương, lại tưởng có đứa nào chữa hoang đem con đi giấu. Bà quên cả nỗi sợ vẩn vơ, vội bỏ cả quan gánh, lần theo tiếng khóc để xem đứa bé thiếu may mắn ấy nằm ở đâu. Nhưng mới đi được mấy bước xuống dưới vệ đê, bà đã kinh hãi chết chân tại chỗ. Bởi trong cái bóng tối lờ mờ lại pha lẫn hơi sương, bà nhìn thấy một bóng người phụ nữ đang đứng ngay trên mặt nước. Cái dáng thất thểu, đầu cúi thấp như đang mò mẫm, mà hai chân cứ lơ lửng lạ lạ trên mặt sông, khiến bà biết ngay đó là ma. Hình ảnh người chết sáng hôm qua vẫn còn ám ảnh, giờ lại thêm bóng ma hiện về trên mặt nước, làm bà Tám suýt nữa thì té ngất đi. Nhưng bỗng bà thấy cái bóng kia cúi người xuống như đang mò mẫm tìm kiếm một vật gì. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, bà thấy nó lôi lên từ dưới sông một bọc nhỏ, âm thanh oe oe, nghẹn ngào cũng phát ra từ đó. Bà rùng mình chợt thấy lạnh toát sống lưng. Trời mùa hè dù sáng sớm nhưng đã hơi oi bức, thế mà chân tay bà cứ rung lên cầm cập. Muốn chạy mà hai bàn chân như bị dính cứng ở vệ đê, không thể nào bước được.
bà chỉ đành lẳng lặng đứng nhìn thấy bóng ma bế cái bọc kia quay trở lại phía nấm mồ, rồi tan biến vào màn sương mù mịt. Bà Tám kể đến đây, chợt thấy mặt Lũy đần ra một chút, rồi anh lên tiếng hỏi. Cái bọc đó là... Là một đứa trẻ con. Bác có chắc không? Ôi, tôi thì tôi không có dám chắc, vì trời khi đó còn tối quá. Nhưng mà tôi nghe rõ ràng tiếng khóc ấy cất lên từ phía ấy. Lũy chớp mắt hồi lâu, cúi đầu nhìn xuống cái vệt đỏ quấn quanh mắt cá chân, rồi như sực nghĩ ra một điều gì, anh vội vã vùng đứng dậy, lao bổ lại phía vệ đê, rồi chạy xuống bến phà. Bà Tám không hiểu gì cũng nói gót đuổi theo anh. Một vài người ngư phủ và mấy anh cửu vạn thấy lạ cũng tò mò chạy ở phía sau. Người ta hò nhau như đuổi trộm. Rồi họ thấy Lũy nhảy xuống sông, đúng cái chỗ mà hôm qua họ thấy xác người chết đuối. Anh lặn ngụp ở dưới đấy chừng một phút rồi ngoi lên, khuôn mặt trắng bệch như người chết. Tay anh còn ôm lấy một vật gì màu xanh tím, nhỏ chỉ như cái ấm ủ trà. Lúc lên bờ thì hóa ra đó là xác có một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn. Chuyện chẳng ai ngờ, người thiếu phụ xấu số kia đã có mang. Không biết vì lý do gì mà cô lại vong thân tận mạng, rồi dạt về khúc sông này, rồi sinh ra đứa bé kia ngay cả khi đã chết. Cái chuyện người chết đẻ con ấy khiến cả vạn chài bãi thượng bị một phen kinh khiếp. Biến cố kinh dị cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, theo những chuyến tàu buông xuôi ngược dòng Đà Giang, truyền lên cả mạng Mường Lây, Điện Biên, Lai Châu, rồi đến cả người dưới Hà Nội cũng tò mò kéo nhau đến nghe quái sự. Mãi về sau mới có mấy người cảnh sát pháp y được đào tạo bài bản về giải thích câu chuyện người chết đẻ con. Quả thật, người thiếu phụ kia chết là do tai nạn, không hề bị giết hay vì lý do bất minh nào. Nhưng khi sa chân xuống nước thì người đó đã gần đến ngày ở cử. Thi thể con người ngay sau khi chết sẽ bắt đầu phân hủy. Quá trình phân hủy sản sinh ra rất nhiều chướng khí tích tụ trong khoang bụng. Chính những loại tử khí này đã đẩy đứa trẻ ra ngoài thông qua những vết cắn rỉa của thú hoang, tôm cá khi cái xác nổi lên trên mặt nước. Hiện tượng sinh con sau khi chết này thật ra rất hiếm, nhưng y sử đã có ghi chép lại vài lần. Chỉ vì thời ấy dân trí còn thấp nên mới bàn ra tán vào tam sao thất bản, biến nó thành một câu chuyện mang đầy tính hoang đường mà thôi. Nhưng dẫu khoa học hay các bác sĩ dưới xuôi có thể giải thích được nguyên nhân cái chết của người sản phụ hay việc cái thai chui được ra ngoài, thì những biến cố xảy ra với Lũy đến nay cũng chẳng ai cắt nghĩa được cho rõ ngọn ngành. Lại nói về Lũy, sau khi tiếp một số nhân vật trong cơ quan chức năng cùng nhiều đoàn cán bộ khoa học đến hỏi về biến cố gần đây, anh lại trở về làm nhiệm vụ là người chủ nhiệm hợp tác xã. Dù không thể tự giải thích những chuyện ma mị dị thường, nhưng trong lòng cũng thấy vui vui, vì giờ đây hai mẹ con người chết đều đã mộ yên mã đẹp, nằm sát cạnh nhau bên bờ sông Đà. Hương khói ngày ngày đều có người chuẩn bị. Cũng sau đó, Lũy không còn thấy những tiếng động lạ, những hình ảnh ma quái của người thiếu phụ chết đuối hiện về, và thậm chí cả cơn ngứa nơi cổ chân cũng không còn nữa. Lũy thấy lòng mình thanh thản vì đã giải quyết xong một biến cố dị thường, giúp cho chính mình và cả vong linh người chết được phần nào an ủi. Công việc ở hợp tác xã bị dồn ứ lại sau mấy hôm phải làm báo cáo, tường trình với đủ các cấp các ngành, nên đêm nay Lũy phải đành ở lại cùng với mấy anh em cố hoàn tất xong mẻ thịt hung để mấy hôm nữa có hàng giao cho tàu buôn đi mạng ngược. Trời đã khuya, mấy người đồng nghiệp đều đã dọn dẹp nghỉ ngơi. Chỉ riêng Lũy là còn ngồi thức ngồi xem sổ sách. Bỗng từ ngoài cửa,
Một luồng gió thổi vào lạnh buốt, làm Lũy khẽ rùng mình, ngẩng mặt trông lên. Nhưng bỗng anh kinh hãi suýt nữa hét lên, vì phía ngoài mảnh sân gạch rộng thênh thang của hợp tác xã vừa thấp thoáng có một bóng người đàn bà tóc xõa, lủng lẳng như bị chết treo, hiện lên trong màn sương âm u kinh dị. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Mà Gia Đòi Con của tác giả Lê Tuấn Vũ. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý thính giả có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào thì hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Xin cảm ơn quý vị. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.